Ủa, sao mình lại ở Vương Quốc Hoa? Chào mừng em đến với Vương quốc hoa của chúng tôi. Tất cả chúng ta là những tinh hoa tươi sáng của vương quốc tráng lệ này. Sức mạnh đặc biệt của chúng ta là gì nào? Học sinh mới, em biết chứ? Điều khiển hoa hả thầy? Chính xác, chúng ta có thể điều khiển cây hoa và côn trùng. Bài kiểm tra hôm nay của các em là làm chiếc lá héo này có thể tươi trở lại. Làm sao được thầy? Đúng là ngu ngốc. Vương quốc chúng ta là vương quốc hoa đó. Đây là chuyện cơ bản, tất cả mọi người ở đây đều biết, người mới à. Thầy ơi, Nhi cô ấy phóng hỏa trong lớp. Cả lớp ơi, mai là bài kiểm tra cuối kỳ đấy, tập luyện chăm chỉ vào. Kiểm tra hoài vậy thầy ơi? Nhất là em đó, tôi nghĩ em không phù hợp ở đây. Cậu chắc chắn không hợp với ở đây rồi. Nhi, cậu tìm ra sức mạnh thật sự của mình là gì chưa? Chưa nữa. Nhưng mà sao mọi người ở đây trông có vẻ kỳ lạ vậy? À, mọi người ở Vương quốc Hoa là vậy đó. Vì đa số họ thường không có chơi với nhau, họ chỉ chơi với cây hoa thôi. Ôi bông hồng, em sao đó? Chị sẽ giúp em tư sinh lại nhé. Mẹ ơi, nay con về thăm mẹ nè. Nhi, con lại đến vương quốc khác rồi sao? Dạ, hôm nay con trốn về để nói với mẹ điều này. Con không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Các em, hôm nay chúng ta sẽ được biết sức mạnh chính thực sự của mình qua chiếc nón ma thuật này. Các em chỉ cần bỏ tay vào chiếc nón ma thuật này, sức mạnh của các em sẽ hiện lên cho mọi người thấy. Nhi, em bỏ tay vào kiểm tra trước nhé. Hy vọng em có khả năng hồi sinh cho cây và hoa. Thật nguy hiểm, em không thuộc nơi đây. Sức mạnh này của em là ở vương quốc mặt trời mà. Lại nữa hả? Chào mừng em đến với vương quốc mặt trời tỏa sáng của chúng tôi. Rất vui được gặp em. À, sao đây nóng quá vậy? Da em sắp bỏng đến hết rồi nè. Không sao đâu, do em mới đến đây chưa quen thôi. Cơ thể em sẽ sớm thích nghi. Chúng ta hiện đang ở bề mặt của mặt trời. Tớ là Mary, rất vui được gặp cậu. Hai, tớ tên Nhi. Cậu thật may mắn khi tới đây, nhưng chưa bị thiêu rụi. Thiêu rụi? Ý cậu là sao? Thì không phải ai tới đây cũng chịu được nhiệt độ nóng ở đây đâu. Với có nhiều đứa đến nhầm và bị thiêu rụi trong một nốt nhạc. Các em ở đây đều có vai trò đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển quốc mặt trời hào nhoáng nhất thế giới. Dạ thưa, tại sao tất cả đều quan trọng luôn vậy ạ? À? Vì tất cả chúng ta đều phải tiếp thêm năng lượng cho mặt trời để nó có thể tỏa sáng mãi mãi được chứ. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân ở đây. Các cậu, học sinh mới đó là đứa đặc biệt đã chuyển tới lui giữa các vương quốc đúng không? Sao cậu biết? Sự xuất hiện sau cùng của cậu là mọi người tò mò, ai cũng biết chứ không riêng gì tớ đâu. Tớ đâu có muốn như vậy, tớ vô cùng mệt mỏi luôn đây này. Tớ chỉ muốn yên thân một chỗ thôi. Hy vọng đây là nơi phù hợp với cậu. Nhi, tôi rất vui khi em đến với vương quốc của chúng tôi. Tôi hy vọng em là một gia đình với chúng tôi. Đừng để bị loại bỏ khỏi đây nhé. Dạ vâng thưa thủ lĩnh. Nhưng nếu không may chuyện đó lặp lại nữa thì sao ạ? Thật sự lấy làm tiếc. Vì đến thời điểm này thì các vương quốc đã đóng cửa, không chào mừng thêm bất cứ một ai nữa. Nếu em phải rời đi thì em buộc bị tống qua vương quốc lãng quên thôi. Mọi người ơi, hôm nay là ngày truyền năng lượng cho mặt trời vĩ đại của chúng ta rồi. Dạ thưa, làm sao vậy ạ? Em phải thật tập trung vào, tìm kiếm nguồn năng lượng bên trong bản thân và đặt tay lên mặt trời để truyền năng lượng của em vào. Wow, em làm được rồi nè, dễ mà đúng không? Em vui quá thủ lĩnh, cuối cùng em cũng thuộc về nơi này. Đúng vậy, bây giờ chúng ta là người một nhà rồi. Thủ lĩnh ơi, sao da em nóng rần lên vậy nè? Có gì đó tỏ ra thế này. Nhi, em sao thế? Sao lại bốc lửa thế này? Nóng quá. Em xin lỗi, em không kiểm soát được nó. Nó nóng quá. Nè em kia, sao dám hỏa thiêu thủ lĩnh? Xông lên bắt lấy em mấy ngay. Chúng tôi xin lỗi, không thể để em tiếp tục ở đây. Thủ lĩnh xém tí đã không vượt qua được. Mẹ ơi, con bị trả về rồi ạ. À.
Sức mạnh của con nó loạn cả lên, con không có thể kiểm soát được. Mẹ không còn gì phải ngạc nhiên nữa, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Có người chờ con sẵn rồi kìa, mẹ đành chịu vậy. Không thể như vậy được. Xin chào người mới đặc biệt, nơi đây thuộc về em đây nè. Ôi, sao đây đầy mùi thối thế? Có gì đâu ngạc nhiên, cuộc sống ở đây bê tha lắm. Với lại nơi đây chứa các rác thải của các vương quốc khác nữa. Em sẽ quen dần thôi. Hai cậu người mới, tớ là 247. Hai cậu, tớ là Nhi. Ở đây không có dùng tên đâu, tất cả mọi người đều có mã số riêng. Đây là số của cậu, cầm lấy. 701 sao? Đúng, tên mới của cậu đấy. Các em ơi, tất cả chúng ta đều phải phân loại rác theo ngày quy định của từng người. Tuyệt đối không trốn tránh công việc. Nếu phạm luật sẽ phải bị trừng phạt thích đáng. Trời ơi, thật khá thú lĩnh. Có vấn đề gì không 701? Ý kiến vô ích thôi 701. Này 701, tớ biết cậu mới đến đây nên rất ngỡ ngàng và có một phần không hài lòng, nhưng cậu không có được thái độ đâu. Thì sao chứ, không lẽ họ trả tôi về trái đất? Trả về thì nhẹ nhàng đó, nhưng họ không làm vậy đâu. Họ trừng phạt những kẻ không nghe lời bằng cách quăng chúng ta vào lò thiêu đốt rác đó. Cậu phải thật cẩn trọng với thái độ của mình đi. Các em, phân loại rác cho chuẩn vào nhé. Mệt quá rồi đó nha. Thôi nào 701. Chúng ta là những con người bị cô lập nên chỉ xứng đáng làm những việc này thôi sao? Số 701, sau khi check camera, chúng tôi thấy em vẫn chưa hoàn thành công việc ngày hôm qua. Dạ, do hôm qua bị sốt bà, nên em là... Em bị phạt không ăn không uống trong một tuần nhé. Mọi người ơi, tôi quyết định sẽ tẩu thoát. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi 701, họ sẽ giết cậu ngay lập tức khi bắt được cậu đó. Tớ không quan tâm, tớ không chịu nổi ở đây nữa rồi. Tớ đi đây, bây giờ ngoài cổng không có ai. Thông báo có kẻ tẩu thoát, thông báo có kẻ tẩu thoát. Chết rồi, cậu bị phát hiện rồi, cái cổng đã khóa, bây giờ cậu không có thoát ra được đâu. 701 đứng yên, nếu không sẽ bị bắt. Đừng có giết tôi mà, tôi hứa sẽ không tẩu thoát một lần nào nữa. Em đã phạm tội nặng nhất ở vương quốc này, chúng tôi buộc đưa em tới nơi thiêu rụi rác thải thôi. Đừng mà. Chuyện gì vậy? Em thực sự là ai? À, thật thất lễ, chúng tôi xin lỗi về sự hiểu lầm này. Chúng tôi không biết cô là kẻ thống trị đa vương quốc, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. À, thật sự tôi cũng không biết tôi như thế này cơ. Làm sao hệ thống lại có thể đưa cô tới đây? Thật là một thiếu sót. Vương quốc lãng quên chỉ dành cho những người vô dụng hoặc mắc sai lầm nào đó không thể được tiếp nhận ở các vương quốc khác thôi. Này 701, sao cậu không nói điều quan trọng đó cho tớ nghe? Tớ hoàn toàn không biết luôn á. Mọi thứ vừa mới xảy ra, tớ vô cùng ngạc nhiên luôn á. Vậy, bây giờ cậu sẽ đi đâu? Tớ chưa biết nữa. Thủ lệnh nói cần kiểm tra tớ một số thứ. Thưa cô không cần làm công việc phân rác này nữa đâu ạ. Đi theo tôi. Này, anh có thể dừng việc này lại với mọi người luôn được không? Dạ thưa, không được đâu ạ. Đây là nhiệm vụ của vương quốc lãng quên phải làm ạ. Nếu không, các vương quốc khác sẽ khiển trách và trừng phạt chúng tôi. Nhi, tớ rất mừng cho cậu vì cậu không phải chịu đựng cuộc sống khổ cực ở vương quốc này nữa. À, mà tớ muốn biết tên thật của cậu. Tớ tên Vani. Chúng tôi luôn khao khát một ngày nào đó sẽ được đến một vương quốc khác, để không phải ngày nào cũng cắm mặt vào đống rác rưởi này. Còn tôi ước được ở vương quốc biển dù chỉ một lần thôi. Ước mơ chỉ là mơ ước. Nhi, nay chúng tôi sẽ đưa cô trở về nơi thực sự thuộc về cô. Rất vui vì được gặp cô. Chúc cô có một cuộc sống đầy hạnh phúc.
Tạm biệt cô. Gì? Sao cậu lại ở đây? Tớ đến đây để giúp mọi người đây. Gì chứ? Là sao? Suốt quãng thời gian ở đây, mọi người dành cho tớ cảm giác như gia đình vậy. Bây giờ tớ không có đành lòng bỏ mặc mọi người ở đây được. Vì thế tớ đã tạo ra một vương quốc riêng biệt dành cho mọi người. Chào mừng mọi người đến với vương quốc của tôi, vương quốc hạnh phúc. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always